Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và mình đang có ở đây là chiếc Xiaomi Redmi 5 Plus phiên bản 3GB 32GB bộ trong, và nó đang có mức giá là 4 triệu đồng tại Xiaomi.net. Mình đã dùng sản phẩm này được một thời gian và hôm nay mình xin được chia sẻ đến cho bạn những trải nghiệm mà mình đã nhận thấy được về chiếc điện thoại này. Và mình có thể tự tin để khẳng định nó là sự lựa chọn tốt nhất ở tầm giá 4 triệu đồng chính hãng mà các bạn có thể mua được dưới dạng offline. Hi hi. Điều đầu tiên nó chính đến từ cái thiết kế và một vài những tính năng cao cấp mà các bạn có thể thấy ngay được ở cái phần màn hình. Thì với cái thiết kế của nó bằng kim loại và các bạn sẽ có một cái cảm giác cầm trong tay rất là tốt và nó đầm. Nó có một trọng lượng khá là nặng và các bạn có thể thấy là nó vô cùng chắc chắn trong tay mà mình cầm nắm sử dụng như thế này. Kích thước màn hình thì là 6 inch, tuy nhiên nó được làm theo cái tỷ lệ đấy là 18:9. Dẫn đến là cái bề ngang nó cũng được gọn hơn và các bạn vẫn có thể cầm nắm sử dụng trong tay rất là dễ chịu. Và cái cảm giác cầm nắm sử dụng mình đánh giá là nó dễ chịu hơn cả chiếc Xiaomi Redmi Note 4 mà trước đây nó đã từng cực kỳ thành công tại thị trường Việt Nam. Nói về cái màn hình này thì nó sẽ có cái độ phân giải đây là Full HD cộng, tức là 2160x1080, và cái mật độ điểm ảnh thì nó cũng khá là cao. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể trải nghiệm màn hình với chất lượng tốt hơn, mịn hơn và cũng như góc nhìn cũng mang lại rất là tốt bởi vì nó được trang bị cái tấm nền IPS. Nói về màn hình của những thiết bị Xiaomi thì ở cái tầm giá 4 triệu này thì có lẽ là không có nhiều sản phẩm có cái màn hình tốt được hơn với sản phẩm này. Và bởi vì nó là cái tỷ lệ màn hình 18:9 theo xu hướng hiện tại, thế nên là cái không gian hiển thị cũng được nhiều hơn và các bạn có thể theo dõi được nhiều nội dung hơn trên cái màn hình này. Nói chung là ở cái phía bên ngoài mà các bạn có thể nhìn thấy ngay được, đấy là màn hình và cái phần thiết kế, thì mình đánh giá là Redmi 5 Plus đã làm cực kỳ tốt. Quay đến phía bên trong thì cái sự gây ấn tượng đối với bản thân mình đấy chính là cấu hình. Khi nó sử dụng con chip đấy là Snapdragon 625 và nó sẽ có 3GB 32GB bộ trong. Đương nhiên là cái cấu hình này thì nó tương đương với cả chiếc Xiaomi Redmi Note 4 được ra mắt hồi năm ngoái. Và điều đặc biệt là với tầm 4 triệu hiện nay, ngoài Xiaomi ra thì mình không tìm ra được một sản phẩm nào có cái màn hình Full HD và có sử dụng cái con chip đến từ nhà Snapdragon lại là đầu 6 cả. Và nó chính là cái điểm gọi là điểm khác biệt và nó tạo nên cái thứ ấn tượng của sản phẩm này. Với Snapdragon 625 thì bản thân mình đánh giá đây là một con chip tầm trung rất đáng giá khi nó mang lại sự ổn định về hiệu năng cũng như là cái sự cập nhật về lâu về dài và khả năng tương thích game cũng tốt hơn rất là nhiều so với những con chip ví dụ hai Silicon Green rồi là chip MediaTek. Và cái điều lợi của nó là gì? Nó chính đến từ việc khi các bạn chơi game, ví dụ như mình chơi Liên Quân ở đây, tuy nó không mở được FPS cao nhưng nó rất ổn định ở mức đấy là 28 cho đến 30 FPS và nó không gặp cái hiện tượng đấy sụt FPS khi các bạn chơi game. Kể cả máy có nóng lên thì cũng không gặp vấn đề gì cả, nên chúng cứ yên tâm trong quá trình mà các bạn sử dụng. Và với sự hỗ trợ của con chip Snapdragon 625 và Xiaomi đã mở khóa một vài những feature cao cấp, thì sản phẩm này nó đã có cái khả năng quay video 4K. Và mình đánh giá là với khả năng quay video 4K thì nó là best ở trong cái phân khúc mức giá này nếu như các bạn muốn quay video về nó. Người gớm gì mà mắng kinh thế? Gì mắng kinh? Không nói tao. Đem lên video nó nói là mất vệ sinh, không bao giờ dùng bao tay. Dùng bao tay làm gì? Người ta cắt gì không cắt? Ừ, người ta nói dùng bao tay cho sạch. Bây giờ sẽ đến phần camera. Thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ được sử dụng chung cảm biến với con Xiaomi Mi A1 ở camera chính. Tức là các bạn sẽ có cảm biến 12 chấm và f2.2, không có camera thứ hai, thế nên là các bạn sẽ bị giới hạn đi một vài tính năng. Khả năng chỉnh tay chuyên nghiệp thì chúng ta cũng chỉ có cân bằng trắng và chọn ISO. Tức là nó sẽ tắt đi một vài tính năng để phân biệt rõ ràng giữa dòng Mi, Mi Note, Huawei hay là dòng Redmi như thế này. Xét về chất lượng hình thì ở đây mình có một vài tấm hình khi mà chụp đủ sáng, chi tiết mang lại rất tốt, cân bằng trắng ok, cũng như là cái độ nổi khối về màu sắc là có. Điều này là mình đánh giá cao một chiếc điện thoại mức giá chỉ là tầm 4 triệu chính hãng. Tuy nhiên nếu như mà chụp thiếu sáng thì câu chuyện sẽ khác hoàn toàn. Hình sẽ bị bệt hơn và cân bằng trắng sẽ có đôi chút sự lệch lạc. Và điều khó chịu đấy là khả năng lấy nét thì nó không còn tốt giống như là môi trường đủ sáng nữa. Đây là một điều các bạn cũng sẽ buộc phải chấp nhận mà thôi. Điện thoại giá rẻ thì cũng không nên chụp thiếu sáng và làm khó camera này quá nhiều. Nói đến chất lượng camera selfie thì nó làm mình khá là bất ngờ, bởi vì cái màu sắc da lên rất là đẹp, ok, hồng hào, nhìn không hề bị chết trôi một chút nào. Và cái hiệu ứng làm mịn da thì nó cũng vô cùng là nhẹ nhàng. Nó không quá kiểu làm ảo diệu lên giống như kiểu camera 360 trông cứ các em gái cứ bị cà mặt ra trông như kiểu là không còn thấy đường mũi với cái đường mặt ở đâu. Tuy nhiên sản phẩm này nó làm mịn một cách vừa phải và nói chung là vẫn rất là ok. Và cuối cùng đó là pin. Rồi, pin 4000 mAh và nó siêu trâu luôn.
Các bạn có thể tự tin để mà sử dụng cái sản phẩm này cài game trong một ngày với mức on screen lên tới tầm 6 tiếng hoặc gần 7 tiếng. Đối với bản thân mình thì mình chưa thể nào có thể sử dụng hết được pin sản phẩm này trong một ngày, bởi vì nó quá trâu và mình chỉ sử dụng nó để giải trí với những tác vụ ví dụ như YouTube này, chơi game Liên Quân này, hay là Facebook chat chít các thứ mà thôi. Vậy tổng kết lại thì có thể nói rằng Xiaomi Redmi 5 Plus đã có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó ở trong tầm giá là 4 triệu chính hãng, khi mà nó có một thiết kế tốt, cầm nắm trong tay ok ngon, có một màn hình đẹp với tỷ lệ mới 18:9, có một hiệu năng ok với Snapdragon 665 và 3GB. Bên cạnh đó chúng ta lại có những feature cao cấp ví dụ như quay 4K này, chúng ta có một camera chất lượng ở cái tầm giá này, có một camera selfie ngon và có một thời lượng pin quá trâu. Nếu như bạn nào mà để ý đến những thiết bị Xiaomi thì luôn luôn chúng ta có một cái phần mềm đây là điều khiển hồng ngoại ở đây. Và mình cực kỳ thích cái này tại vì mình mất cái remote điều hòa ở phòng khách. Và lúc này mình có thể dùng Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus để có thể điều khiển nó một cách cực kỳ là dễ dàng. Đây là cái điều mà thậm chí cả chiếc S9 cộng mà mình đang dùng cũng không có. Ghét thế. Và đó tất cả những chia sẻ và những đánh giá của mình về sản phẩm này. Các bạn thấy sao về nó? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Nếu muốn sắm cho mình một chiếc thì nhanh tay click vào link ở phía bên dưới phần mô tả video. Link mình sẽ hướng đến 7S. Ở đây sẽ còn có rất nhiều quà dành đến cho các bạn nhé. Thế nên hãy nhanh tay lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!